Em Mai xin giới thiệu với cả nhà mình một sản phẩm là cho thuê nhà kho trong ICD Tân Cảng, là một cái kho ngoại quan. Em Mai đang có mặt tại kho Tân Cảng ICD Long Bình. Đây là cái đường đi giữa các kho, bên trái và bên phải. Quy cách nhà kho ở đây đều xây giống nhau, một mặt thì dành cho xe công vào và một mặt còn lại bên kia sẽ dành cho xe tải vào. Đây, ở đây là bên trong ICD Tân Cảng Long Bình ha cả nhà ha. Và hôm nay, sản phẩm ngày hôm nay là chủ có cho thuê là 12.000 m2 nhà xưởng phù hợp làm kho, chứa các mặt hàng thông thường và không chứa các loại hàng có rủi ro cao như cháy nổ. Hôm nay cái giá thuê của chủ chào với cả nhà mình là 80.000 một m2, đó là thông tin cơ bản của sản phẩm. 80.000 một m2, còn thương lượng chính chủ và cái diện tích thuê thì sẽ là đa dạng nha cả nhà. Có thể thuê 1.000, 2.000 hoặc là thuê hết 12.000 đều được. Và em Mai sẽ bắt đầu đi vào chi tiết của sản phẩm ngày hôm nay. Bắt đầu là em sẽ đi chi tiết một cái kho cần cho thuê. Bắt đầu là đường. Cả nhà thấy cái đường chất lượng ha. Rồi, đây là mặt bên ngoài của cái kho. Đảm bảo độ cao rất là an toàn và đẹp. Mái che. Mặt này sẽ dành cho xe công. Hàng vào, hàng ra. Đó, xe công ha cả nhà ha. Còn một mặt thì sẽ thiết kế là dành cho xe tải. Hàng vào, hàng ra, mặt bên đây. Sau đây là em sẽ đi vào bên trong chi tiết. Cái ICD Tân Cảng Long Bình á, thì có vị trí rất là tốt, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với tổng diện tích là 230 hectare luôn cả nhà. Ồ, được bao quanh bởi rất là nhiều khu công nghiệp lớn và các tuyến giao thông trọng điểm. Đây là bên trong cái hình ảnh bên trong nhà xưởng cần cho thuê. Cột kèo kiên cố, hệ thống phòng cháy chữa cháy, trần. Ở trên trần là có một cái lớp chống nóng nữa. Về độ kiên cố là không phải lo và xuất sắc luôn nha cả nhà. Đây là nền. Xung quanh cái ICD Long Bình này á, thì có rất là nhiều khu công nghiệp lớn và các tuyến đường giao thông trọng điểm luôn. Với hệ thống kho ngoại quan quy mô gần là 30 cái nhà kho các loại được xây dựng theo kiến trúc hiện đại, thích hợp với lưu trữ đa dạng hàng hóa theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong khu vực tổng kho Long Bình thuộc khu vực Biên Hòa, Đồng Nai, thì ICD Tân Cảng Long Bình sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng về lưu trữ hay vận chuyển hay phân phối hàng hóa thông qua hệ thống vận tải toàn quốc. Mình có thể thuê 1.000, 2.000 hay là thuê hết 12.000 đều được ha. Cái nhà kho này chuẩn lắm cả nhà, đẹp. Vị trí thuận lợi của ICD Tân Cảng Long Bình nó rất là xuất sắc. Xung quanh đây thì em Mai đo một số cái khoảng cách từ ICD Tân Cảng Long Bình đến các khu công nghiệp trên địa bàn, là nếu mà đi qua khu công nghiệp Biên Hòa thì chỉ có 1,2 km đã giáp với khu công nghiệp Biên Hòa rồi. Nếu mà đi qua khu công nghiệp Amata, khu công nghiệp Lô Tách Cô với khu công nghiệp Tam Phước thì khoảng 5 đến 10 km là giáp với khu nghiệp này. Một vị trí rất là tốt để mình lưu trữ hàng hóa, lưu kho hàng hóa ha. Rồi nếu mình đi về khu công nghiệp Gò Mây hay khu công nghiệp Mỹ Xuân, khu công nghiệp Phú Mỹ thì mình sẽ khoảng cách là khoảng 40 km nha cả nhà. Ở tổng cái khu ICD Long Bình lên tới 230 hectare. Cái bãi xe công của nó thì sức chứa rất là lớn. Đây là bên trong cái nhà kho cần cho thuê. Thì ngày hôm nay là chủ sẽ cần cho thuê 12.000 m2. Đó là diện tích hiện tại nhà kho này còn trống. Khách hàng có thể thuê diện tích tùy theo nhu cầu sử dụng, nhiều hay ít đều được. Thì giá thuê đang chào là 80 đến 85.000 một m2 và có thương lượng nhẹ với chủ thì chắc là cũng không có nhiều đâu nha cả nhà. Giá này là giá công bố luôn. Rất là đẹp luôn. Nếu mà mình các công ty mà hàng hóa xuất khẩu mà đã làm xong thủ tục hải quan chờ xuất khẩu á, thì mình có thể thuê cái này mình chứa. Hàng hóa mà hết thời hạn tạm nhập phải tái xuất cũng chờ ở đây được. Hàng hóa do cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà yêu cầu xuất khẩu nè, chủ trương
hay là hàng mà chủ hàng nước ngoài chưa ký hợp đồng, chờ chờ làm thủ tục, hàng hóa mà doanh nghiệp mà Việt Nam nhập khẩu từ nước ngoài chờ đưa vào thị trường sử dụng hay là chưa có cần dùng thì mình có thể thuê cái kho này ha cả nhà ha. Rất là nhiều việc liên quan đến thuê kho, mà thuê kho trong ICD Tân Cảng Long Bình là xuất sắc nhất rồi. Rồi, đến đây thì em Mai xin phép tổng quan lại sản phẩm cho thuê nhà kho, nhà xưởng, mục đích để lưu kho trong khu công nghiệp trong cái ICD Tân Cảng Long Bình. Diện tích đang trống là 12.000 m2, có thể thuê hết hoặc thuê một phần nhỏ. Giá thuê là 80.000 một m2. Đây. Một cái kho rất là đẹp, rất là chuẩn chỉnh. Một mặt là để xe công tiếp hàng vào hàng đây. Đây xe công. Còn mặt bên kia hồi nãy em đi vào là dành cho xe tải. Hệ thống phòng cháy chữa cháy, chống nóng, chiếu sáng đầy đủ. Diện tích thuê linh hoạt. Và anh chị nào mà cần cái thuê nhà kho, làm kho lưu trữ hàng hóa thì liên hệ với em số điện thoại bên trên. Em Mai xin cảm ơn và chân thành rất là mong được tiếp đón anh chị đi xem kho tại ICD Tân Cảng Long Bình nha. Em Mai xin cảm ơn và chào tạm biệt cả nhà.